Thưa quý vị, với sự tiện lợi thì mua bán hàng thông qua mạng xã hội đã trở thành một thói quen của nhiều bạn trẻ hiện nay. Sự phát triển nở rộ của những sản phẩm được quảng cáo thông qua mạng xã hội đã hình thành nên một công việc tương đối mới mẻ, đó là chuyên làm các video clip để review, đánh giá các sản phẩm và đăng tải trên mạng xã hội. Với những người là chuyên gia có uy tín và có phương pháp khoa học được chứng nhận, thì đây cũng là kênh tham khảo tương đối tốt, giúp cảnh báo với người mua và tăng trách nhiệm của người bán. Tuy nhiên, cũng có không ít những cá nhân đăng tải các video clip đánh giá sản phẩm mang tính chủ quan, thiếu kiểm chứng, khiến nhiều người xem hoang mang, lo lắng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh online. Vứt sản phẩm vào thùng rác. Đưa ra những câu nói dìm hàng mang tính chủ quan cá nhân. Đánh giá chất lượng sản phẩm không dựa trên các phương pháp khoa học được cơ quan chuyên môn công nhận. Nhiều bạn trẻ hiện nay đang chọn đánh giá các sản phẩm theo cách riêng của mình, không theo quy chuẩn và cũng không chắc được sự đón nhận của người xem. Thật ra khi mà xem những cái video đấy thì tôi cũng chỉ tin được một phần và mình vẫn phải thử và trải nghiệm được thì mình mới biết được ấy ạ. Bởi vì đôi khi là những cái quán đấy người ta sẽ thuê hoặc là người ta sẽ thuê những cái người đấy để review và để quảng cáo quán của mình hoặc là để dìm những cái quán đối thủ ấy ạ. Và tôi thấy đấy là một cái hình thức không được lành mạnh. Nói thật là mình cũng là một người bán nhiều mặt hàng làm đẹp, thì khi xem được những video như thế thì mình cũng thấy khá lo. Lỡ một ngày nào đó thì những sản phẩm mình bán bị một người reviewer có tầm ảnh hưởng chê thậm tệ như kiểu vứt vào giọt rác như thế thì sẽ không bán được hàng nữa và sẽ có nguy cơ tồn hàng rất nhiều. Ở góc độ pháp luật, nhiều chuyên gia cho rằng người bán hàng có thể khởi kiện người có những phát ngôn sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại kinh tế đến hoạt động kinh doanh của mình. Đưa những thông tin để nhằm hạ thấp uy tín, giá trị của các cái sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh. Với những cái thông tin họ đưa ra, nếu trong trường hợp mà không có sự kiểm chứng một cách rõ ràng về cái chất lượng của các cái sản phẩm bị họ dìm hàng như thế kia thì nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất là to lớn và thiệt hại về mặt tài sản cũng như uy tín của các cái đối thủ trong cùng thị trường của họ. Những đơn vị cung cấp bán các sản phẩm mà bị thiệt hại hoàn toàn có thể khởi kiện những người này ra tòa để mà yêu cầu bồi thường. Ở góc độ xã hội, đã có các trường hợp những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội là các KOLs, KOC bị cộng đồng mạng tẩy chay vì những video thiếu khách quan, mang những mục đích cá nhân của mình. Theo các chuyên gia, đây là sự đào thải tự nhiên và cần thiết của cư dân mạng với những hành động thiếu tính xây dựng như vậy. Bây giờ hiện nay là chúng ta đang đánh giá những cái người mà chúng ta thấy là họ được nhiều người follow hay là được nhiều người nhận xét vân vân, thì ngay cả những trong trường hợp này thì cũng chưa chắc đã là chính xác. Vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác với tất cả những cái nhận xét mà mình thấy là nó mang tính chủ quan hoặc là chụp mũ thì chúng ta phải thận trọng, đặc biệt là cái thái độ cũng như cả cái thái độ mà không chân thành cũng như là cái thái độ mà không xây dựng của những cái người nhận xét này thì chúng ta có thể nhận ra ngay là họ có ý đồ chủ quan hay không. Tôi nghĩ là mọi người có quyền tự do ngôn luận và thực ra là chúng ta là những cái người xem ấy thì chúng ta cũng sẽ có cái sự chọn lọc nhất định. Nếu mà mình không thích cái nội dung đấy thì mình hoàn toàn có thể bỏ qua. Mua bán hàng trên mạng xã hội sẽ vẫn là một thói quen với nhiều người trong thời gian tới. Trở thành người tiêu dùng thông thái là khi chọn sản phẩm dựa trên những thông tin chính thống được kiểm chứng và với những phương pháp khoa học được cơ quan chức năng công nhận.